Chào mừng các bạn đã quay lại với trang web học tiếng Anh online ec.vn. Bây giờ chúng ta sẽ học từ vựng bài số 39, Hotels. Đầu tiên chúng ta có chữ Advanced. Advanced, nó là tính từ có nghĩa là nâng cao, dùng cho người, và cao cấp, dùng cho vật. Nâng cao hay là cao cấp, Advanced. Và một từ vừa là danh từ vừa là động từ của nó là chữ Advance. Advance là tiến bộ, động từ nghĩa là tiến bộ, danh từ là sự tiến bộ, sự tối tân. Chain. Chain, danh từ có nghĩa là chuỗi. Check in. Check in, động từ có nghĩa là đăng ký ở. Còn check out, động từ có nghĩa là thanh toán. Các bạn nhớ nhé. Check in, đăng ký ở. Check out, thanh toán. Confirm, có nghĩa là xác nhận. Nó là một động từ. Confirm, xác nhận. Sự xác nhận là confirmation. Confirmation. Và tính từ đã xác nhận là confirmed. Confirmed. Và đồng nghĩa với chữ confirm, chúng ta có chữ validate. Validate. Verify. Verify. Confirm. Confirm. Housekeeper. Housekeeper, danh từ có nghĩa là quản gia. Housekeeper, quản gia. Notify. Notify, động từ có nghĩa là thông báo. Notify, thông báo. Và danh từ của nó là chữ notification. Notification. Và một động từ nghĩa thông báo đó là report to. Report to. Tiếp đến chúng ta có động từ ngăn chặn là preclude. Preclude. Đồng nghĩa với nó chúng ta có chữ prevent. Prevent. Quote. Quote, động từ có nghĩa là báo giá. Và chúng ta có chữ quotation. Quotation, sự báo giá. Nhưng mà tính từ quotable. Quotable có nghĩa là nó hay và đáng được lặp lại. Quotable, nên được lặp lại, đáng được lặp lại. Along with. Along with, cùng với. Rate. Rate, động từ có nghĩa là giá hay là tỷ lệ. Rate. Reservation. Reservation, nó là danh từ có nghĩa là đặt chỗ. Reservation, đặt chỗ. Và chúng ta có động từ reserve. Reserve là đặt chỗ. Và chúng ta có cụm từ in reserve. In reserve là dự trữ. In reserve, dự trữ. Và một cụm từ chữ đi chung với chữ reservation thì động từ chúng ta dùng là chữ make. To make reservation có nghĩa là đặt chỗ. Service. Service, nó là danh từ có nghĩa là dịch vụ hay là sự phục vụ. Service, dịch vụ hay là sự phục vụ.